đỏ đi tốt đầu là ý đỏ tấn công gấp ở trung lộ. Đen nhảy mã ăn pháo. Đổi lại. Như đen đi pháo 2 tiến 5 bắt mã. Hai bên ngang thế. Như đen mã 3 tiến 5. Đến đây, cờ đen có hai phương án đi quân. Một là xe 1 bình 3 và hai là xe 9 tiến 2. Phương án đi quân cho đen xe 1 bình 3. Đỏ cao tả xa. Đổi lại, như đỏ đi pháo 5 bình 9. Hai bên đều phải dè chừng. Như đỏ cao xe cánh trái. Đỏ bình xe. Đổi lại. Đỏ có thể đi 33 tiến 5.
Cờ đỏ hơi tốt. Như đỏ xét 9 bình 8. Cờ đỏ dễ đi. Mời các bạn xem lại các nước đi. Cờ đỏ dễ đi. Phương án đi câu thứ hai của đen là xe 9 tiến 2.
đen khí tốt là cờ đen bỏ trước lấy lại sau, nước cờ tích cực có sức bật. Đổi lại, đen cũng có thể đi xe 9 bình 8 mời đổi xe. Cờ đen hơi tốt. Như đen tốt 3 tiến 1. Thế cờ hai bên giằng co. Mời các bạn xem lại các nó đi.
hình thế giằng co. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.